Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Gần đây mình thấy rằng mình review thời trang, mọi người cũng ủng hộ rất là nhiều. Và tất nhiên chỉ đứng ở trải nghiệm là một người mua thôi nha mọi người ơi. Còn cá nhân mình thì không có am hiểu quá nhiều về thời trang, mình chỉ đánh giá dựa trên cái mức giá bọn mình bỏ ra, từ form dáng chất liệu thì nó có ổn hay không. Và ngay trong video ngày hôm nay, tiếp tục là một series mà mình nghĩ rằng mọi người rất là mong chờ, đó chính là về thời trang ở trên TikTok. Gần đây rất là trend nha mọi người ơi, bao gồm quần này, váy và áo. Hot TikTok nha mọi người ơi. Vào việc. Ngay trước mặt mình đây hiện nay đang có tổng cộng là 15 sản phẩm tất cả. Trong đó sẽ có là 8 áo, 3 quần, còn lại là 4 váy đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ mở ngẫu nhiên nha. Và mọi người lưu ý chắc chắn đây không phải là một video có booking từ bất cứ nhãn hàng hoặc shop quần áo nào cả. Rồi, đầu tiên mình sẽ mở một cái túi màu hồng nhá. Quần nỉ dây rút bow pen. Lượt bán là bao nhiêu em ơi? Không, nó vẫn mặc được mùa hè, nó không phải chất nỉ da cá. Nó là thu đông đấy. Đang hot à? Mùa hè mà cái này lại lên xu hướng dữ vậy. Đầu tiên về chất liệu thì mình thấy khá là dày. Nó gần như là một cái chất liệu để phù hợp mặc với cả mùa thu đông. Chứ còn trong mùa hè này thì mình nghĩ rằng là cái chất liệu này chắc nó che nắng cũng khá là tốt luôn ý. Mình đang đứng ở dưới cái đèn flash và mình thấy rằng là cái mật độ vải của nó rất là dày luôn. Và bên cạnh đó cái phần bên trên này của nó sẽ có một cái phần cạp chun khá là dày dặn. Nhưng mà cái này mặc trong mùa hè thì mình nghĩ nóng lắm đây này. Thử xem sao nha. Nhưng với 161.000 thì mình thấy rằng là đường chỉ may không có hoàn thiện và chất vải này chưa phải là đẹp lắm. Cái quần này thì sẽ phải mặc trễ và cái hình minh họa nó sẽ ở bên này, mình sẽ cho mọi người nhìn thấy nhá. Giống như kiểu là nó có hai quần đúng không? Một quần trắng ở phía bên trong và một quần đen ở phía bên ngoài, nhưng mà thực tế là nó chỉ là một cái quần thôi. Và bên cạnh đó có thể mặc được với những cái áo baby tee hoặc là hơi hở rốn một tí, nhưng mà vì bụng mình béo xin lỗi mọi người không thể hở nhá. Đó thì mình thấy cũng được, phù hợp với những bạn nào trẻ trẻ biết cách phối đồ một tí, đi với cả giày sneaker màu trắng. Chất liệu thì khá là dày dặn, mặc thì dáng nó sẽ là dáng rộng hơi suông suông một tí. Đây mọi người nhìn thấy, đây. Đây là phía đằng sau, còn đây là phía đằng trước. À, 8 điểm, quần này đẹp. Tức là mặc lên nhìn nó có thể giấu được rất nhiều nhược điểm của cơ thể. Cân nặng của mình là 48 cân, 48 cân, 1m60. Đó, bình thường là mình mặc size S nha, SM gì đấy. Ukalem Club, hãng này có áo hoodie rất là đỉnh nha. 32,1 nhiên lực bán. Chu cha má ơi, đỉnh chóp nha má. 169.000. 169. Ui em ơi, da. Cái phần số của nó là da luôn ý. Áo này đẹp nhá. Áo này đúng là đẹp thật này, số 7, nhưng mà chị không thích số 7 nhá. Mình không thích số 7, số 7 với số 4 là hai cái số mà mình không thích một chút nào. Nhưng mà có thể là có cái số khác thì lựa chọn được số 8 gì đấy. Mình nói dưới trong quan điểm cá nhân mình, 167.000 thì không phải là rẻ. Nói chung áo phông local brand bây giờ còn tầm từ 100 đến 150 thì nhiều sự lựa chọn. Nhưng đường may ổn, mẫu mã đẹp và riêng cái số 7 này và các cái chi tiết ở trên này là thêu mà lại còn da, nhìn rất là bền nhá. Ừ, nhưng mà hãng này đúng là đẹp thật đấy, kể cả cái chữ Calem Club ở phía sau này cũng là thêu này, size M nha mọi người ơi, đẹp đấy, thử xem sao nhá. Ôi cái áo này ở ngoài nó đẹp chấn động địa cầu. Đây mình đứng nghiêng nhá, tất cả các chi tiết ở trên áo của nó sẽ là da và thêu. Calem Club mà làm như này là chết luôn đây này, từ áo cho đến quần đẹp lắm và không hề nhận một đồng booking nào từ Calem Club đấy. Nếu như Calem Club có xem video này thì mọi người xác nhận hộ mình không nhận bất cứ một đồng booking nào luôn. Nhưng mà cái áo này đẹp em ạ. Eo ơi, trend đúng kiểu trend năm nay luôn mà. Nhìn gần nhá, cái chi tiết của nó rất là khôn, không hề bị dại một chút nào, từ đường may, thêu cho đến chất da. Mở ra thì nó sẽ là như thế này, nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ rét nhét vào một chút sẽ đẹp hơn, đỡ nhìn luộm thuộm hơn. 9,5, tất nhiên không thể nào có điểm hoàn hảo được đâu. 9,5 nhá, 9,5 cho cái áo này của Calem Club, rất đẹp, khẳng định chất rất đẹp. Tiếp theo, áo ống khúc ngực. Áo ống? Chị làm sao mặc được áo ống, lâu lắm rồi. 29.000 lượt bán. Bao tiền đây? 50.000. Rẻ chấn động địa cầu rồi em ơi. Ui, lại có một vết mực ở đây rồi Ngân ơi. 59.000 thì rẻ thật. Và đặc điểm của cái áo này là nó không có đệm ngực, bắt buộc chúng ta sẽ phải mặc áo lót có đệm ở phía bên trong nhá. Màu này nó sẽ là một cái màu trắng kem, mình thấy rằng khá là tôn da ấy. Mặc thì chắc là dây quàng có cổ như này đúng không? 59.000 rẻ quá, chắc gì mà nó có... Để xem nào. Chị thấy rất là mỏng luôn ấy, không phải mỏng bình thường đâu. Ơ ừ. Trên ảnh nhìn nó khác nhỉ, nhìn nó dày ấy. Nó không giống hình quảng cáo, nói chung trên hình là loại 1 thì đây loại... Loại N thôi. Không đến mức loại N, nhưng mà nó cũng cỡ phải loại 7, loại 8 gì đấy. Thử nhá, mình nghĩ rằng là cái này cũng khá là dễ mặc thôi. Nhưng mà chất vải thì mỏng, phải mặc những cái áo quây hoặc là áo lót ở phía bên trong màu sáng, nếu không cái này nó sẽ lồ lộ ra luôn đây này. Ảnh trên mạng một đường mà mặc thực tế ở phía bên ngoài là một đường. Ảnh trên mạng nó là áo quây, áo cúp có đệm và đằng giữa này nó sẽ lõm xuống một chút như là áo corset, nhưng thực tế phía bên ngoài nó là áo quây và chất thì cực kỳ mỏng. Mặc lên thì vì giá nó rẻ, 59.000 thì đúng là rẻ thật, nhưng mà mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình là nhìn không sang mà hơi hở, hay là do mình già. Cái này nhìn ở phía bên ngoài là nó sẽ rất lộ áo con, ở phía bên trong nhìn nó lộ lắm luôn ấy, có thể nhìn thấy rõ cái viền áo con luôn. Mọi người thấy như nào?
Trừ điểm ở đây là trừ điểm, nó không giống hình. Mua về chắc chắn sẽ thất vọng. Nói chung cũng được 6 điểm vì 55 là quá rẻ, không thể chấm quá thấp được. Áo thun Outery Self Love Thunder 2 màu. Outery, hãng này hình như mình đã từng live stream rồi đấy. Và năm nay rất là trend những cái áo nơ như này. 8,8 nghìn lượt bán. What? Cho một cái áo phông mới. Sao tự nhiên gửi... À, gửi nơ cho người ta tự thắt. Đây, cái áo nó như này nha mọi người ơi. Chất vải, dày, mặc đứng form. Nhưng mà in ấn thì bình thường. Mình nghĩ rằng với cái chất liệu in như này giặt... Đúng rồi đấy, giặt mấy bữa là nó nứt ra mà. Nó chỉ là dập nhiệt lên thế thôi. Kéo giãn một cái là nó đã bắt đầu nó bung té tè le ra rồi. Thử thắt cái nơ vào xem nào. Nhưng mà chất vải này chị không thích nhá. Dày mà nhìn kiểu nóng. Nhìn nó không kiểu thấm hút mồ hôi tốt đâu. Đấy là mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình thôi. Không hiểu sao mua áo về xong lại thành thợ thắt nơ này. Đây là mình thắt tạm này nha. Bởi vì cá nhân mình cũng là một người không có khéo tay. Đấy là mình nói thật với mọi người là như thế. Đó. Có nơ đằng sau nha, có thể thắt trắng hoặc thắt hồng. Đằng sau thắt trắng nhìn cho lạ lạ nhá. Đây là mình gọi là có cái công cụ trực quan để cho mọi người thấy hình dung còn thắt kiểu như thế nào. Đấy là quyền của mọi người. Bởi vì là nó có gửi kèm nơ hồng và nơ trắng. Thì nơ trắng này nói thật với mọi người luôn là mình không có thích. Bởi vì nơ trắng nó hơi áo đen lại còn nơ trắng nhìn như... Đấy đấy, ba chấm nhá. Nó không có tốt nha mọi người ơi. Hoàng ơi này, một fan local brand đích thực này. 193. Tầm này nhiều lựa chọn lắm. Tầm này nhiều lựa chọn đúng không? Với cả là cái form này nó không quá đặc biệt, quá đơn giản luôn, nó không có một cái gì gọi là đặc biệt đấy. Mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình vẫn sẽ thử nhá. Cái này là sẽ ép nha. Đây bây giờ mình sẽ đứng các góc cho mọi người nhìn thấy nhá. Form của nó thì nó sẽ là form suông, thả ra là nó sẽ như thế này. Đằng trước nó có nơ và đằng sau nó cũng có nơ luôn. Thì theo riêng quan điểm cá nhân mình thì cái chất vải này mặc nó hơi hơi nóng một xí. Form thì nó là một cái form khá là basic đơn giản kiểu form suông. Mặc thì cái cổ nó hơi bó, hơi xít vào cho nên nhìn nó không tôn dáng lắm nhỉ. Mặc là gọi cũng được nha, 190.000 thì chỉ xứng đáng là 7 thôi chứ không thể nào mà cao hơn được vì chất vải hơi nóng. Quần kaki ống rộng à? 25.000 lượt bán. What? Của Mami e, 100 mấy cưng? 140. Có lẽ là phải là ra. 140.000 thì rẻ thật nhưng mà đường may sơ sài và khá là nhiều chỉ thừa. Chất vải thì nóng. Thì 140.000 thì là rẻ thật. Nhưng mà 140.000 bây giờ đầy quần đẹp luôn. Có cái video mình review quần bò 150.000 siêu đẹp luôn. Thử nhá. 140.000 cho cái quần này. Thì mình sẽ zoom sát lại cho mọi người nhìn thấy nhá. Đằng sau đó sẽ có hai cái túi giả như này. Về cơ bản thì mình nghĩ rằng cái quần này sẽ phù hợp đối với những bạn nào mà cao 1m6 đổ lại. Còn trên 1m6 mặc quần này nó sẽ bị ngắn. Vì đây là mình 1m6 mà mình đi giày cảm giác nó vẫn hơi treo lên một tí hoàng nhở. Mọi người nhìn thấy không? Mình chỉ cần co lên một cái là nó đã treo lên mắt cá chân rồi. Vải thì là vải kaki. Màu thì mình thấy nó là một cái màu xám cho. 140 thì không ổn lắm. Đường chỉ may nó không có đẹp ấy. Mà ngắn nữa. 6,5 là hợp lý nhở. FF Club 109.000, ai đi mua cái áo này, nhìn cái in cái. Bây giờ em nhìn đi, em nhìn thực tế đi. 109.000 cái áo nó có xấu chấn động địa cầu không? Thứ nhất là cái áo này mình hình nó là baby tee đúng không? Thực sự nó rất là bé, mình không biết là mình mặc có vừa hay không. Nhưng có quà luôn. Túi tót té và kính. Không mấy mình đừng tặng cái túi và đừng tặng cái kính này. Nhưng mà mình dồn vào cái chất lượng sản phẩm có tốt hơn được không? Eo ơi, chất vải thì nóng như là áo bóng đá. Và cái đường in, Hoàng ơi, nhìn cái đường, cái in này, 109.000 này, nhìn đi. Đã ấy rồi này, in nó đã... Eo ơi, in còn nhòe nhòe tí. Được cái kính. Mua áo tặng kính và túi tò te 109.000. Đây. Nhưng mà áo thì xấu. Mua kính thì được tặng áo nha. Đúng cái áo này như mấy cái áo, nói thật luôn, áo tặng kèm ấy. 109.000 cái áo này nhìn ở ngoài, mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình nha, in xấu lắm luôn. Đẹp là khẹn nói đẹp, mà không đẹp là nói không đẹp. Không muốn drama nhưng chất lượng như này 109.000 thì thử. 109 thì chê mỗi chất lượng in nhở. Nhưng form mặc lên thì đẹp. Em ơi, cái chất lượng in nó không ổn một chút nào luôn ý. Nhưng mà mặc lên đẹp à, ăn nhau nó ở cái form đấy mọi người ạ. Mặc lên đẹp như thế này cơ mà. Em ơi, nhìn chơi mặc cả cái quần này đẹp trend năm nay. Phối màu cũng xinh. Tím than với cam với trắng nổi. Mà in thì xấu quá Ngân nhở. Được cái form còn nhìn gần là nó dại nha mọi người ơi. In thì không phải giặt nào phải. Không thương ơi, chưa cần giặt. Giặt hơn đứt liên. Chưa cần giặt nhìn nó đã loang rồi. 7 là hợp lý, đúng như con số ở trên áo. Nhưng mà form, trời ơi, cái form áo đúng đẹp luôn. Mình là kiểu eo không có quá eo mà mặc vào nhìn nó còn kiểu thít vào như này. Sao nó bé cỡ như này, làm sao chị mặc được em? Em ơi, nó bé lắm ý, cái như áo trẻ con này. Cưng ơi, làm sao mà chị vừa.
Cái này tầm 40 cân ý, mặc mới vừa. Size M thì không biết size S nó bé cỡ như nào nữa. Bây giờ mình sẽ thử vào xem sao. Chất liệu áo thì nó cũng tương đương như cái áo quây lúc nãy, là một cái chất thun xốp. Và bên cạnh nó đường chỉ may thì mình thấy cũng ok, chỉn chu hoàn thiện, không có quá nhiều chỉ thừa. Chất liệu thì tất nhiên nó không quá đẹp, bởi vì là giá 79.000 quá là rẻ rồi mọi người ơi. Hơn cốc trà sữa tí thôi. Nhưng mình sẽ thử nha. Nhưng mà cái mẫu kiểu như thế này năm nay rất là trend. Cái áo này chỉ phù hợp với những bạn nào gầy thôi. Mình hóp tụt hết áp rồi mọi người ơi. Vì cái vải nó quá mỏng, vải nó mỏng lắm, cho nên là khi mặc lên nó sẽ lộ rất nhiều khuyết điểm cơ thể. Mình có 48 cân mà mặc lên, nói thật với mọi người là nó phải nhìn phải béo hơn cỡ khoảng tầm 3 cân. Cái này nó chỉ phù hợp với những bạn nào cực kỳ gầy, khoảng tầm 45, 46 và chỉ tầm 1m55 đổ lại. Còn mình mặc cái này là bị quá cỡ, bị kích, vải quá mỏng, 7 mấy nghìn? 6. Vì nó không tôn dáng mà nó lộ ra quá nhiều khuyết điểm ở trên cơ thể. Bao nhiêu lượt bán? 5.000 lượt bán. 119.000. Ui nhiều nơ lắm này này, bánh bèo rồi em ơi. Ê, sao nó bé vậy? Bé là sao chị vừa? Yêu ơi, cái vai người ta ra đến đây mà cái này nó như thế này. Với cả chất của nó là chất nóng nha, chất nhung. Chất này là chất thu đông luôn ấy, không phải nhung mà là chất nỉ. Ý là phiên bản mùa hè đó. Phiên bản mùa hè mà nóng, mặc cái này nóng lắm đây này. Nhưng mà nó quá bé so với mình đây, size gì các bạn tự nhiên mua size này cho mình ta. Free size. Thử nhá, nhưng mình không biết là mình có vừa hay không, nhưng mà về form thì mình thấy cũng ổn ổn, đường chỉ may khá là chỉn chu hoàn thiện, nhưng mà chất này là nóng này. Chật với cả nóng. Nóng lắm, cái áo này nó kiểu len len lông lông. Và duy nhất một size nhưng mà chỉ phù hợp đối với những bạn nào 45 cân đổ lại. Trên 45 cân không thì mặc được mình 48. Mà mặc nó đã kiểu căng đét đền đẹt. Và cái vai này nó cử động cực kỳ khó, mặc dù là vải co giãn đây này. Cái này phải bạn nào 45 cân đổ lại, thật gầy mới mặc được. Còn không là chật, cực kỳ chật. Màu thì mình thấy sang được, ổn, form cũng được. 119.000 thì... Nhưng mà chật, không cử động được, phải gầy cỡ ngân ngân mấy cân cân. Đấy, chỉ 45 đổ lại 45 43 là mặc được. 6,5 nhá. 6,5 vì 119.000 không phải là quá rẻ mà chất này nóng lắm. Chân váy jean 26,1 nghìn. What luôn em ơi. Oh wow luôn ý. Tặng cái kẹp. Tận dụng luôn nha bạn yêu ơi. Chân váy trăm mấy? 149. Nhưng mà cũng xinh. Xinh ý, nói thật luôn, đưa cho chị cái áo lúc nãy. Thế này chả xinh à các bạn yêu, đúng cả bộ luôn đây này. Xinh nha mọi người ơi, cái chân váy này là xinh thật đây này. Không biết mọi người thấy như thế nào, nhưng mà cá nhân, ui còn có cả quần luôn bạn yêu ơi. Bên trong nó có quần, 140.000 là... Nó có hơi nhiều chỉ thừa, nhưng mà về cơ bản thì về cắt đi là được đúng không? Nhưng mà mình thấy ổn, 140.000 như này là ổn. Và chất vải bò của nó không bị quá cứng. Size M, thử nhá. Chân váy này là đẹp, màu cực kỳ trend, là đẹp. Nhưng mà đằng sau nó siêu ngắn. Tức là cái quần này mà cái váy này mà cúi một cái là... Chưa cần cúi là đã hú họa rồi. Đấy, bao nhiêu là lộ ra hết. Nhưng mà năm nay các bạn ấy mặc ngắn như vậy mà, kể cả từ chân váy cho đến quần đùi năm nay mặc ngắn lắm. Thì cũng là theo trend. Mình không biết được rằng là mình có mặc được kiểu như này. Ừ, mặc nhìn chân dài lắm luôn nha mọi người. Mà cái màu nó đẹp em ạ, màu nó mặc tôn da. Nếu như mà nó không ngắn thì điểm phải rất là cao, 140 đúng không? 149. 149, 9 điểm. 9 em ạ. Đẹp, đấy là do mình thôi, chứ còn bạn nào mà dưới 1m6 mà mặc thì đâu phải là ngắn. Tầm 1m55, có quần bảo hộ mà, đây có quần đấy nha mọi người. Có quần mà là quần bò luôn ý. Thì 9 là hợp lý vì cái màu cho nên cái form nó đẹp. Mona Girl Club, Mona in Sài Gòn của Mona. 84.000 lượt bán. Eo ơi, trên TikTok đúng là thời trang quá là mạnh luôn. 119.000. Chất này thì khi mà cầm thực tế trên tay thì lại thấy nó không có đẹp nhỉ. Bình thường lắm luôn ý. Mà cái lớp vải ở phía đằng trong, cái lớp lót ở phía đằng trong, ôi mỏng lắm. Cái này phải mặc thêm một cái quần bảo hộ ở phía bên trong màu trắng, nếu không là đi dưới nắng là lồ lộ ra này, kể cả là hai lớp luôn. 119.000 thì rẻ, là mình nói rẻ thật. Nhưng mà chất vải cho đến đường may thì bình thường, và thậm chí là nó hơi sơ sài, nhìn nó hơi bèo nhèo nhỉ. Khi mà cầm cái đồ ở phía bên ngoài với giá 119.000 thì mình nói thật chỉ xứng đáng cỡ 70-80. Nhìn không xứng đáng với giá là 119.000 đâu. Đấy là mình nói dựa trên quan điểm cá nhân mình đấy, xin lỗi Mona nhá. Chỉ thừa té tè le luôn. Nói chung là về mức độ hoàn thiện là cực kỳ sơ sài. Có quần ở trong nhưng mà rất là mỏng. Các bạn trong team mình thì nói là xinh, nhưng mà cái mức độ hoàn thiện của nó kém và nó quá mỏng. Chị nói thật nhá, nhìn giống như một cái chất liệu giấy, nó cực kỳ mỏng. Có thể là năm nay các bạn sẽ thích cái kiểu như thế này, nhưng mà mình nhìn thực tế ở phía bên ngoài nhìn nó hơi... hơi lộ và hơi thô nha má. Tự nhiên nhìn bị chất đi, em nhớ đến cái giấy vệ sinh ngày xưa lâu. Đúng, cái giấy vệ sinh nhăn nhăn ấy. Cái giấy vệ sinh nhăn nhăn ấy nó mỏng kiểu như vậy luôn. 6. Chỉ 6 thôi. Không ngờ là nhà mô ná cái chân váy nó không được như kỳ vọng. Chân váy mini à? Midi.
Midi, midi là dáng dài mà. 994 lượt bán, 167.000. Gì má, nhìn cũ cực kỳ luôn. Trắng thì không trắng hẳn, mà kem thì không kem hẳn. Nó có kiểu ngà ngà, kiểu hơi cháo lòng một tí nhá. Đúng cái màu lòng luôn. Giống đồ second hand. Eo ơi, cái phần ren ở phía bên dưới này đúng nhìn này. Đúng cái khăn chải bàn luôn. Mà cái màu của nó đúng hàng second hand. Màu cũ lắm luôn ý. Phong cách U Giang U Giang là Hàn Quốc á. U Giang nào mà mặc cái váy cũ như này. Lựa chọn lại cái chất vải hộ cái. 167.000. Ôi em ơi, phí. Ngân này, thử nhá. Chân váy vintage với giá là 167.000. Thì cái màu này Tú nhìn có cũ không chị? Thấy cũ lắm luôn ý. Nó y như là cái màu đồ second hand. Em nhìn thực tế mà con, nó trắng, nó không phải trắng mà... Trắng không phải trắng be, không phải be kem, không phải kem. Nhìn thực tế ở phía bên ngoài, có thể nhìn trên hình mọi người sẽ thấy trắng, nhưng mà nhìn ở phía bên ngoài cái màu nó cực kỳ cũ. Nhất là ở cái phần dưới nhìn càng vải nó càng trùng, nhìn nó càng cũ, kiểu màu hơi cháo lòng. Nhưng 167.000 thì cũng rẻ, phù hợp với những bạn nào mà thích chân váy kiểu midi, kiểu vintage, dài dài thì cũng được. Nhưng mà bảo điểm cao là không có, bởi vì chất vải không đẹp. Kể cả cái phần bên dưới này gọi là cái gì, cái ren à, nhìn nó cũng không có sang. 6 rất buồn mọi người ơi, muốn chấm điểm cao lắm nhưng mà chỉ được 6 thôi. Baby tea đính nơ 4.800.000 lượt bán của Kraken. Baby, you got this. Ơ sao cái áo này giống cái áo em đang mặc thế nhở? Đúng luôn. Em mua có 89.000 thôi. Cả đấy là 189.000. Nhưng mà in xấu lắm em ạ. Em nhìn cái in cái năm nay á, rất hot những cái áo mà có lỗ xong xuân nơ vào. Nhưng mà mình nói thật, chất lượng in cực kỳ xấu. Sao năm nay các hãng làm chất liệu in làm sao ấy nhở? 109.000 thì rẻ, nhưng mà đẹp thì không có đẹp, chất liệu xấu quá. Mấy mình có thể làm cái chất mà kiểu nó mỏng mỏng hơn một tí, mặc mùa hè cho nó mát không? Baby tee là phải mặc cái chất như kia kìa. Chất vải này cứng lắm, áo thì nóng. Baby tee mà chất như này còn mặc dí sát vào người cơ. Nóng lắm đây này. Nhưng mà mình sẽ thử nha, xem form có ổn hay không. In thì không đẹp nhưng mà form là đẹp. 109 form là đẹp, form tôn dáng. Chất vải thì không phải quá mềm nhưng mà cũng gọi là đứng form. Nó không phải cái kiểu mà cốt tông siêu mát, mà cái này là cốt tông hơi cứng. Nhưng mà form thì mặc lên là đẹp. Áo này đúng, mặc thứ nhất là tôn eo, mà thứ hai nữa là không bị béo, ổn ý. Mấy tiền? 8.500 là chính xác cho mọi người ơi. Rẻ, đẹp. Q System, áo thun bé nơ hồng. Là baby tee đúng không? Của Q System. Mấy lượt bán? 4.500.000 là cũng khá là nhiều rồi đấy. 115. Năm nay áo làm sao ấy, in làm sao ấy bạn ơi. Nơ đang trend DCM. Không, nhưng mà áo này thì co giãn tốt. Này, có giãn tốt nha. Chị sẽ kéo ra một cái hình nó toang hoác ra rồi bạn ơi. Không, hình như cái kiểu in này nó vậy đấy em ạ. Đúng rồi. Đúng rồi, cái kiểu in này nó vậy. Độ co giãn của áo khá là tốt à. Mà chất này nó mịn hơn này. Mịn hơn. Cái màu này thì nó là một cái màu trắng tinh. Trắng tinh hẳn luôn ấy. Mặc không quá tôn da đâu. Nó phải hơi trắng ngà ngà một tí mới tôn da. Đúng rồi, đỡ bị vỡ hình hơn ấy. Nhưng mà chất liệu áo nó mịn hơn hẳn luôn này. Cái áo này thì chất nó rất là mịn. Mình nghĩ rằng là chất này thấm hút mồ hôi tốt và mặc lên cực kỳ thoải mái. Nhưng mà cái hình in thì nó hơi sơ sài. Đúng nghĩa là nó hơi sơ sài, nhìn nó không có điểm nhấn. Nhưng mà năm nay đúng là trendner thì đúng thật. 115 thì đúng, cũng là rẻ. Mà vì cái chất vải nó rất là mịn luôn ấy. Nó mịn lắm Tú ạ. Cái chất vải nó mịn cực kỳ, nó không giống như cốt tông thường đâu. 7.500 nha mọi người, hợp lý. Nói chung là do cái chất đẹp thì mới được điểm cao, chứ còn không cái form với cả cái hình in thì không đánh giá ổn lắm. 79.800.000, kinh nhở. Eo ơi, đi đâu cũng có người mặc quần này này. Của Kalem em ơi, Kalem. Kalem là Okela đấy. Quần đẹp, chất đẹp nhở. Đấy lý do vì sao mà 70.000 lượt bán, gần 80.000 lượt bán đẹp ấy Ngân ạ. Xét của nó, cái khuy của nó cũng đẹp. Màu này năm nay cực kỳ trend, nó là cái màu bò mà có cái phần mài màu hơi vàng vàng. Trend lắm nha mọi người ơi, năm nay trend màu này lắm. Kiểu phai vàng ấy, có một cái chấm ở trên này, chắc là lỗi. Nhưng mà tổng quan ít chỉ thừa, chất liệu bò khá là dày dặn, trăm mấy. Phong thử nhá, đẹp. Quần này đẹp nhỉ, quần này của Kalem Club à? Eo ơi, cái quần này nó đẹp chấn động địa cầu, Kalem Club nha mọi người ơi. Tất nhiên là không hề nhận booking của Kalem Club, mọi người nhìn thấy phong quần như nào? Đây, nhìn nghiêng này, à, nhìn đằng sau này. Eo ơi, tôn dáng mà ơi, mặc tôn dáng luôn ý. Và bên cạnh đó cái màu bò này năm nay rất là trend. Mặc lên không thấy bụng luôn, mặc dù bụng dưới mình rất là to này.
179.000 cái quần này đẹp chấn động địa cầu. Nhược điểm duy nhất là có một cái chấm ở đây nhờ, giống như cái chấm lỗi người ta mài chưa hết ấy, nhưng mà nó là một cái nhược điểm quá nhỏ trong cả một cái quần mà mang đến cái chất lượng nó ổn như thế này. 9.5 không thể thấp hơn, nó sẽ có 0.5 điểm để trừ ở đây thôi, nhưng mà 9.5 là một cái số điểm mà không thể nào trừ đi được nữa, quá đẹp rồi. Có một cái áo, lý do vì sao là khui ngay ở đây vì là nó bị rơi ở phía bên dưới đúng không, bọn mình không có để ý thì mình khui và mình thử luôn nhé. Ngắn như này thật á. Cái áo này vẫn hơi nhỏ so với mình, bởi vì mình là vòng 1 hơi to. Phải thừa nhận với mọi người một câu như vậy là cái vòng 1 của mình hơi to, vòng 1 của mình tầm 90-92 gì đấy, thì mặc nó sẽ bị kích mà nhìn vai u thịt bóc. Nhưng mà form áo này thì phải công nhận là xinh. Bạn nào mà gầy gầy một tí, vòng 1 nó hơi vừa là mặc sẽ đẹp. Còn cái này mà bạn nào mà giống như mình vòng 1 hơi to là mặc nó sẽ bị... nhìn nó quá bị xôi thịt và không có xinh kiểu mong manh nữa. Nhưng mà đẹp, form là đẹp, có hai cái nơ hai bên này nhìn form đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Sau 9.000 là đẹp 8 nhá. Được 8 đấy mọi người ơi. Vì chất vải của nó ổn mà bên cạnh đó cái form của nó cũng khá là xinh xắn đáng yêu, mỗi tội là do mình hơi béo. 8 là số điểm hợp lý, rất là xinh. Tổng kết lại thì video này có cái ổn, có cái chưa ổn, nhưng mà đa số là chưa ổn cho lắm. Nhưng mà có những cái mình thấy rằng cũng cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Và đó chỉ là cái quan điểm của cá nhân mình thôi, bởi vì kể cả từ thời trang đến đồ ăn, nó là tùy gu của mỗi người. Cho nên mọi người cứ trải nghiệm để biết cái nhìn khách quan nha. Còn bọn mình sẽ chỉ đánh giá dựa trên cái cảm nhận và cái mức giá mà bọn mình đã bỏ ra. Bởi vì video này không hề có booking. Đơn hàng mình sẽ để ngay trên màn hình đây cho mọi người thấy nhá. Và tất nhiên là nếu như có booking thì nhãn hàng sẽ gửi hàng cho bọn mình, không bỏ tiền mua để làm cái gì cả. Cho nên tất cả những đánh giá chỉ là cái trải nghiệm của cá nhân mình và của cả team mình thôi. Và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye.